Thế những nguồn tin hơi đáng tin cậy chứ cũng không đáng tin cậy lắm. Muốn tin là tin, còn không muốn tin là thôi à. Thì mỗi hợp đồng quảng cáo của BTS kiếm được khoảng 3 tỷ won, tức tương đương 2,5 triệu đô mà tính giá trị Việt Nam đồng cũng gần 60 tỷ. Oh my god! Wow! Mình có một shop bán đồ BTS trên Shopee. Đường link shop mình để ở phần mô tả và bình luận của video. Mấy bồ nhớ ghé shop để ủng hộ mình nha. Với số tiền khổng lồ ấy cho mỗi lần quảng cáo thì BTS hiện là người mẫu đắt giá nhất, và họ kiếm được nhiều tiền hơn hẳn các ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí Hàn Quốc. Sau khi nghe xong cái tin này thì mình nói thật, mình đã mến mà anh rồi, nay mình còn mến hơn nữa. Cả cuộc đời mình chẳng dám mơ gì cao sang, chỉ ước được như thế thôi. Các ARMY nghèo cũng vào bình luận không ngớt lời. Mấy anh kiếm nhiều tiền thế, sao tụi anh còn phải lấy tiền khi tụi em mua album nhỉ? Sao không cho free luôn ạ? Sao không cho free luôn ạ? Nghe tình cảm thế. Cũng như bạn thì quê mình đầy. Mấy anh đã ra album chất lượng thế kia thì bỏ tí tiền ra ủng hộ anh có sao đâu. Lại còn đòi free nữa thì mình cũng bó tay chấm com. Còn các bạn ARMY làm trăng kho bạc cũng không kém cạnh khi vào bình luận. Chu choa 60 tỷ cơ á. Mấy anh cứ chuyển khoản hết về đây cho em, em giữ cho. Mấy anh cứ yên tâm mà đi diễn, đi quảng cáo. Còn về phần đếm tiền hay giữ tiền thì cứ để em lo. Em là em không có ý gì đâu. Em thương mấy anh nên sợ mấy anh đếm tiền mà thôi, chứ em chả có ý gì. Mấy bồ thấy thế nào với thông tin trên? Chứ mình chả dám mơ mộng cao sang gì, mình chỉ mong kiếm được nhiều tiền như mấy anh thôi. Còn bây giờ thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ các tin tức siêu hot này đến với những bạn ARMY khác. Và nhớ bấm quả chuông bên cạnh nút đăng ký kênh để khi mình có video mới thì mấy bồ sẽ được YouTube thông báo, và bồ sẽ là người đầu tiên xem video của mình. Hẹn gặp lại mấy bồ vào bản tin lần sau. Giờ thì bye 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 bye.